Dạ rồi, em Hiếu xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại đến với kênh Bến Xe của em. Thì hôm nay tiếp tục Stargazer lại về ngập kho của đại lý em Hiếu nha. Đó, hồi bữa quý anh chị thấy là còn vài chỗ trống nhưng mà hôm nay xe về đã lấp đầy rồi quý anh chị. Hơn 40 xe Stargazer đang có mặt tại đại lý em Hiếu. Đó, quý anh chị thấy bạc ngàn luôn. Thì cái mẫu này á rất là được nhiều khách hàng ưa chuộng quý anh chị. Em Hiếu cũng nhờ là Stargazer mà được nhiều quý anh chị biết đến và xem xe cũng như là ủng hộ nè quý anh chị. Nay xe về tiếp tục quay cho quý anh chị xem nha. Đó. Trắng có nè, bạc có nè, xám có nè, đen có nè, trắng mờ có, vàng mờ có, chỉ thiếu là màu đỏ thôi quý anh chị. Màu đỏ thì đại lý em Hiếu vừa giao cho khách cũng 3-4 xe rồi quý anh chị, nên là màu đỏ quý anh chị mua thì cọc rồi kéo trực tiếp từ nhà máy về thôi, giao liền nha. Đó. Còn ngoài ra màu khác em Hiếu bao quý anh chị luôn, từ tiêu chuẩn, đặc biệt đến cao cấp, đủ xe, đủ màu, sẵn xe giao ngay luôn nha quý anh chị. Đó. Thì bên đây một hàng đúng không, còn bên đây nữa là quý anh chị. Đó, bên đây vài trong nữa. Xe là ngập tràn cho quý anh chị luôn. Quá trời Stargazer luôn quý anh chị. Bên đây nữa nè. Kho xe em Hiếu rất là lớn ha. Màu đen nè quý anh chị. Đó. Rồi thì hiện tại trong tháng 9 này đang được ưu đãi khuyến mãi rất là nhiều quý anh chị. Ngoài giảm tiền mặt còn tặng quý anh chị phim cách nhiệt nè, lót sàn, camera hành trình, cộng lại cũng 12 món quý anh chị, rồi 10 lít xăng nữa. Đó. Rồi, ngoài ra đại lý em Hiếu có hỗ trợ hợp tác xã miễn phí 7 năm cho quý anh chị và kèm luôn là hộp đen luôn nha quý anh chị. Đó. Như là Stargazer tiêu chuẩn đây. Để em Hiếu quay chi tiết cái con tiêu chuẩn này thì được quý anh chị khách hàng xem rất là nhiều, thì cái mẫu tiêu chuẩn đó quý anh chị. Cái mẫu tiêu chuẩn thì quý anh chị mà có vay ngân hàng á, mình chạy dịch vụ mau thu hồi vốn nè. Đó, mau thu hồi vốn nha. Mau thu hồi vốn rồi có xin lời liền nè quý anh chị. Và cái bản tiêu chuẩn này á giá rất là mềm. Niêm yết chỉ là 489 triệu thôi. Lăn bánh là đâu đó tầm khoảng là 550 triệu, tầm khoảng đó ha quý anh chị. Đó, quý anh chị đưa trước tầm 150 triệu là nhận xe rồi. Đó, thì em Hiếu tính khoảng đó. Rồi quý anh chị mà ở tỉnh nào á, thành phố nào, cụ thể ở đâu thì báo em Hiếu sẽ báo giá chi tiết ra nha. Đó. Tiêu chuẩn thì được cái là máy vẫn giống như là các phiên bản kia quý anh chị, vẫn là máy 1.5 nè. Đó, 100 mã lực và 144 Nm. Rồi nó chỉ khác là cái option bên trong thôi. Tiêu chuẩn vẫn là trang bị những cơ bản như là hộp số nè, bán tự động 7 cấp, phanh tay vẫn có nha quý anh chị. Đó. Màn hình thì mình chỉ độ thêm thôi, mình độ thêm xíu ha quý anh chị. Mình độ thêm xíu, ngoài ra thì em Hiếu có tặng camera hành trình, phim, lót sàn 5D hoặc là quý anh chị lấy sàn simili cũng được. Tiêu chuẩn là rất là ngon quý anh chị, giá mềm. Đó. Xe nào mà 7 chỗ chưa tới 560 triệu mà quý anh chị sở hữu được rồi, mà đi gia đình rộng rãi, thoải mái, tiết kiệm, mà vừa nhập khẩu nữa quý anh chị. Không có xe nào mà 500 mấy mà vừa nhập khẩu mà vừa 7 chỗ quý anh chị, nên là quý anh chị có thể ngắm nghía qua Stargazer tiêu chuẩn này, rất là ngon ha. Đó. Đuôi đèn đồ đẹp nè quý anh chị, rất là ok. Đây là bản tiêu chuẩn nha. Đó. Em Hiếu có hỗ trợ vay lên đến 8 năm, tương ứng là 96 tháng. Và hiện tại các ngân hàng lãi suất cho vay như là VIP nè, VB Bank nè, rồi Shinhan nè, đó, hoặc là Worry Bank nè, Public Bank, đầy đủ tất cả các ngân hàng. Đó. Quý anh chị mà không có liên kết với ngân hàng thì để bên em Hiếu hỗ trợ vẫn được nha, vẫn được hỗ trợ và anh chị, và hỗ trợ có thể là nhanh hơn nữa ha quý anh chị. Ok ha. Đó. Thì đó là bản tiêu chuẩn. Lên bản đặc biệt đó quý anh chị. Đây, lên bản đặc biệt đây. Thì sẽ trông khác hơn một xíu. Thì đó là tiêu chuẩn quý anh chị, đó là tiêu chuẩn. Còn đây là đặc biệt với cao cấp nè. Đó. Thì lên đặc biệt với cao cấp thì có bản đặc biệt á, niêm yết là 559 triệu và lên bản cao cấp á là 599 triệu. Thì hai cái mẫu này quý anh chị là sẽ thay đổi hoàn toàn về mặt ga lăng nè, bánh mâm. Đó, có thêm giá nóc và các ốp về. Các ốp về đây quý anh chị, các ốp về bên hông nè.
Đó, cái ốp về bên thông ha quý anh chị. Rồi đèn là lên đèn full led luôn nè quý anh chị. Hồi trước bản đặc biệt á là chỉ đèn là halogen thôi, nhưng mà nay up lên bản đặc biệt đã có đèn led, rồi có cảm biến trước sau luôn nè. Trước là không có cảm biến trước nào quý anh chị. Nay bản đặc biệt up lên cảm biến trước luôn, rất là ngon ha quý anh chị. Thì về bản đặc biệt niêm yết là 559 triệu thì chúng ta có cơ bản giống như là bản cao cấp, nhưng mà chỉ khác là túi, về túi khí thì bản đặc biệt là hai túi khí, giống như bản tiêu chuẩn là hai túi khí, chỉ có riêng bản cao cấp là có 6 túi khí nha quý anh chị. Còn về trang bị bên trong thì giống y chang như bản cao cấp. Chúng ta sẽ có gì? Thì đây quý anh chị, lên bản cao cấp chúng ta lên bản đặc biệt chúng ta sẽ có khác hẳn luôn là ghế da nè quý anh chị. Nó phanh tay điện tử auto hold, vì do tích hợp là phanh đĩa phía sau nên là update lên phanh tay điện tử auto hold, rất là ngon ha. Đó, rồi chúng ta sẽ có chế độ lái nè quý anh chị. Có chế độ lái là Sport, Eco, Normal, Smart ha quý anh chị. Rồi chúng ta có màn hình giải trí luôn, rất là ngon quý anh chị. Em Hiếu mở thử lên cho quý anh chị xem. Đó, lên nét vậy nè. Ok ha. Rồi chúng ta sẽ có ga tự động quý anh chị. Đó, rất là ngon. Rồi chúng ta có sạc không dây luôn. Rồi chìa khóa sẽ có là đề nổ từ xa luôn quý anh chị. Đó, sẽ có đề nổ từ xa luôn ha, chiếc hâu nè. Rất là ngon. À, phân biệt giữa bản đặc biệt và bản cao cấp là ngoài sau đuôi quý anh chị sẽ có chữ premium nha. Đó, bên bản đặc cao cấp sẽ có chữ premium đây quý anh chị. Thì đặc biệt với cao cấp quý anh chị nhận diện là khác nhau là ở đó ha. Đó, và đời mới này quý anh chị chúng ta sẽ có thêm phần cản sâu, nhìn nổi khói, trông đẹp, mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn nè quý anh chị. Còn đời trước tiêu chuẩn nè, đó thì không có được trang bị gì hết. Đó, đây là so sánh cụ thể luôn nè quý anh chị. Đó, đời trước thì cái phần đuôi là như thế đó, còn đây xem phần đuôi đời mới nè quý anh chị. Đó, nên là quý anh chị mà cố gắng góp được mình lên bản đặc biệt luôn ha. Đó, cho trang bị đầy đủ option, mình không cần bỏ thêm tiền để độ thêm, độ chế thêm, mình mua xe zin là có sẵn hết luôn rồi. Bản đặc biệt em Hiếu thấy là bản đặc biệt rất là ngon ha. Rồi tiếp theo là qua bản cao cấp, thì ở đây quý anh chị cao cấp đây, lên cao cấp thì quý anh chị sẽ có thêm là Hyundai Smart Sense. Đây là công nghệ hỗ trợ phòng tránh an toàn của nhà Hyundai phát triển nha quý anh chị, gọi là Hyundai Smart Sense. Thì sẽ bao gồm các chức năng an toàn là hỗ trợ phòng tránh va chạm trước sau, cảnh báo điểm mù, rồi cảm biến trước sau nè quý anh chị, rồi hỗ trợ chống người ngủ gật nè. Đó, rồi sẽ có là giữ làn đường, chệt làn đường nè quý anh chị. Và nếu như mà cao cấp hơn như là Santa Fe Tucson Custom, nó sẽ có thêm là Smart Cruise Control, sẽ được gọi là bám đuôi xe quý anh chị. Xe phía trước tăng tốc thì mình xe mình tăng tốc theo, và xe phía trước giảm tốc độ thì xe mình giảm tốc độ theo. Thì cái đó sẽ là do camera hành trình thích ứng ở đây quý anh chị, nó sẽ nhận diện xe phía trước và quét đường nó và thực hiện thôi quý anh chị. Đó, nên là một con xe tầm tiền này và đã có Hyundai Smart Sense an toàn, nói chung là về độ an toàn thì con này đứng đầu trong phân khúc nha quý anh chị, đứng đầu trong phân khúc. Đó, thì em Hiếu nó sơ qua bản cao cấp thì sẽ được trang bị Hyundai Smart Sense 6 túi khí, và hệ thống âm thanh giải trí sẽ được nâng cấp lên là loa bầu nha quý anh chị. Đây loa bầu, 8 loa bầu đó, còn trên phiên bản đặc biệt chỉ là loa thường thôi ha quý anh chị. Lên cao cấp sẽ chúng ta sẽ có thêm loa bầu nữa đó, khác thêm đó và an toàn hơn là chúng ta sẽ có 6 túi khí quý anh chị. 6 túi khí sẽ được trang bị vô lăng nè, người ngồi phụ nè, rồi hai bên ghế đây quý anh chị, hai bên ghế đây, hai bên ghế đây. Rồi tiếp theo nữa là cái cột chữ A đây đó, cột B quý anh chị, cột B có sự airbag đó, đó là 6 túi khí ha, rất là an toàn. Rồi về vẫn giống như phiên bản đặc biệt, chúng ta sẽ có cái ghế da, chế độ lái, màn hình 12.5 inch đó. Rồi các chỗ lái, các chế độ lái đầy đủ, đằng sau thì vẫn vậy thôi, vẫn rộng rãi thoải mái quý anh chị. Đó, vẫn rộng rãi thoải mái, rất là ngon quý anh chị ơi. Và mức tiêu hao nhiên liệu đây quý anh chị, 6,3 lít
kết hợp nè, 7,8 lít trong đô thị và ngoài đô thị là 5,4 lít đó. Ok ha quý anh chị. Thì em Hiếu quay kỹ đây. Đây là màu vàng mờ quý anh chị. Đó, khi mà có ánh sáng vào quý anh chị thấy không? Lấp lánh lên chữ màu vàng mờ đó quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy rõ à. Chỗ này không có thì mình nhìn như màu bạc. Rồi ở đây có ánh vàng vô mình như màu vàng nè, thấy không? Ánh sáng vô là mình thấy màu vàng liền. Đó. Rồi. Đây là vàng mờ. Rồi đây là trắng mờ nè. Đó, mấy quý anh chị ở tỉnh mà không có điều kiện lên coi xe được thì em Hiếu quay. Đây trắng bóng quý anh chị. Trắng bóng, em Hiếu nhầm. Đây trắng bóng, đằng sau đây là quý anh chị. Trắng mờ nó sẽ trắng hơn trắng bóng nữa nè quý anh chị. Đó. Chắc cú luôn, trắng mờ đây. Sẵn xe dòng ngay đặc biệt đây quý anh chị. Đó, trắng mờ. Thì trắng mờ và vàng mờ quý anh chị thêm tiền giúp em Hiếu là vào 3 triệu giá niêm yết nha. Đó, thì đặc biệt niêm yết là 559 triệu, tiêu chuẩn là 489 triệu và cao cấp sẽ là 599 triệu nha quý anh chị. Đó. Đây là vàng mờ, còn đây là màu đen nè quý anh chị. Đó, màu đen đây. Đó, em Hiếu quay cận cảnh các chi tiết cho quý các màu cho quý anh chị xem nha. Màu đen. Rồi bên đây là màu xám quý anh chị. Màu xám đây, đặc biệt xám sẵn xe giao ngay luôn. Đó, quý anh chị nào mà không thích màu trắng nè, nó không thích màu bạc, lấy màu xám cho cứng cáp khỏe nè, không quá đen. Thì đó, màu xám là lựa chọn chân ái cho cánh đàn ông nào quý anh chị. Đó, xám đẹp ha. Sẵn xe vô ngay kho em Hiếu nè, quý anh chị nhìn góc này. Đó, quá trời xe luôn. Sẵn xe vô ngay. Tội tình gì mà đi kiếm các đại lý khác và giá thì trên lệch không nhiều quý anh chị, nhưng mà được cái mua em Hiếu nè, xe sẵn nè, phụ kiện cũng bằng như người ta. Đó, kho thì có mái che. Không giống như một số đại lý thì đậu xe ở ngoài trời mưa trời nắng. Quý anh chị vào kho xe nhìn rất là thương chiếc xe của mình, rất là xót. Còn xe của em Hiếu đây, sẵn xe giao ngay. Đó, nằm trong mái che nè. Quý anh chị lên nhìn thấy là ưng bụng liền ha. Đó, chưa nói về gì giá cả đó. Xe quá trời luôn. Em Hiếu bao là hồ sơ giấy tờ ngân hàng rồi bao hợp tác xã cho quý anh chị luôn. Đó, đầy đủ hết, có liên kết nên là bên em Hiếu làm rất là nhanh. Một nốt nhạc là quý anh chị nhận xe rồi bấm số thôi ha. Đó, rất là ngon lành cành đào. Đây nè, đây biển số vàng, Accent ra biển số vàng rồi quý anh chị. Đó, thấy không? Accent ra biển số vàng, còn đây cũng Christine ra biển số vàng rồi quý anh chị. Ha. Đó. Rồi thì quý anh chị mua xe thì ủng hộ em Hiếu. Số điện thoại Zalo em Hiếu có để trên màn hình là 093 114 9304, hoặc quý anh chị muốn trực tiếp lên xem xe thì theo địa chỉ là 94-96 Phạm Bình Hổ, phường 2, quận 6, Hồ Chí Minh, hoặc là đại lý 2 của anh Hiếu là 168 Phạm Văn Đồng, Gò Vấp ha. Em Hiếu có hai cơ sở để quý anh chị xem xe. Đó. Và có nhu cầu lấy thử thì alo em Hiếu trước để đặt xe và đăng ký lấy thử nha quý anh chị. Đó. Ngoài các dòng xe này, em Hiếu còn Accent, Palisade, Quintin, Santa Fe đời mới, đời cũ, Tucson, i10, Elantra. Thì quý anh chị cần mẫu xe nào thì liên hệ em Hiếu nha. Em Hiếu hỗ trợ tốt nhất. Giá đẹp. Đó, trong thời kỳ đang được giảm thuế thì quý anh chị mua rất là ngon ha. Giảm rất là nhiều. Đó. Thì màu đỏ là y chang như là màu đỏ của i10 nè quý anh chị. Đó, Stargazer thì màu đỏ cũng y chang i10 đó. Rồi, clip Hiếu tới đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem. Nhớ cho em Hiếu một nút like, một nút đăng ký kênh và comment phía bên dưới những điều quý anh chị thắc mắc nha. Rồi, em Hiếu chân thành cảm ơn. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người clip sau nha.